Mấy ngày qua, hàng chục người từ khắp nơi đã kéo đến nhà ông Nguyễn Văn Đại Dương, xã Đức Thuận, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi để chiêm ngưỡng cặp độc bình độc đáo được làm từ hàng triệu khoen lon bia. Cặp độc bình của ông Nguyễn Văn Đại Dương có chiều cao 1,8m, đường kính có nơi rộng nhất 0,6m. Để hoàn thành cặp độc bình này, ông đã dùng hàng triệu khoen lon bia và khoảng thời gian 4 năm ròng rã để kết các khoen lon bia thành cặp độc bình. Ông Dương cho biết, ý tưởng làm các vật dụng từ khoen lon bia nhen nhóm từ năm 2010. Từ đó, ông bắt đầu thu gom khoen lon bia từ một thương hiệu bia duy nhất để mẫu sắc vật dụng đồng nhất. Sau nhiều năm thu gom, ông Dương đã có hàng triệu khoen lon bia. Sau một thời gian suy nghĩ, ông quyết định kết khoen lon bia thành cặp độc bình. Chú làm trong thời gian đó là 4 năm mới đầu cặp này. Mà cái thời gian đầu mình làm đó, là nó hay lỗi lắm. Mình làm được 3 vòng như thế này, trong một ngày mình đo được 3 vòng á thì nó lỗi một nắp là mình phải thấu rồi. Nó chỉ lỗi sơ thôi là mình nhìn nó không có, ví dụ nó sắp bèn hết trời. Mình một nắp, lỗi một nắp là nó dinh lên, cho nên là mình phải thấu lại là mất đèn công. Đầu tiên, ông Dương tạo khung cho cặp độc bình. Tiếp đó, ông dùng loại vải tốt cắt thành sợi mỏng, luồn qua khoen lon bia, bao quanh khung, tạo nên một chiếc độc bình. Kết được một vòng quanh khung độc bình phải tốn hàng nghìn khoen. Thế nhưng chỉ cần một khoen bị lỗi là phải tháo ra làm lại. Cứ thế, ông Dương miệt mài suốt 4 năm mới hoàn thành. Theo ông Dương, miệng và đế là hai phần khó nhất của độc bình, phải thật tỉ mỉ mới có thể kết được khoen lon đều, uốn lượn đẹp mắt. Ông bắt đầu kết khoen từ năm 2014 đến năm 2018 mới hoàn thành. Cặp độc bình từ hàng triệu khoen lon bia của ông Dương được xem là độc nhất vô nhị. Đã có nhiều người đến xem rất thích thú và muốn mua với giá khá cao, nhưng ông chưa đồng ý bán.